Xin chào các bác, hôm nay em quay cho bác cái túi bầu bên em. Thì bác nào cần cái cỡ nào thì em bên em cũng có để gửi cho các bác. Đây, túi bầu bên em chất liệu nó bằng nhựa mềm. Này. Đó, nhựa mềm. Nên một cân được nhiều lắm các bác. Đây. Này, một tệp. Các bác các kích thước này bên em đều có sẵn nhé. Các bác không phải lo. Đó. Túi bầu. Có kích thước từ nhỏ đến to. Đây. Ví dụ cái nhỏ nhất này. Nhỏ nhất là rộng 8 cm, cao 8 cm. Và 1 cân, 1 kg là khoảng 800 cái là kích thước bé nhất này. Còn kích thước to thì 1 cân được ít hơn. Đây em chia sẻ luôn cái kích thước và 1 cân khoảng bao nhiêu để các bác nắm được. Đây. Ví dụ cái này rộng 34 cm và cao 30 cm, 1 cân được có khoảng 14 cái thôi. Cái này rất là to. Rộng tức là cái miệng các bác nhá. Các bác để tròn tròn đây, các bác đo cái miệng này này. Đó, cái miệng này này. Cái miệng này này. Và chiều cao thì các bác biết rồi, chiều cao đây. Đó. Đây là kích thước thực tế đo được các bác nhá. Rộng 34 và cao 30. 1 cân khoảng 14, rộng 30 cao 26, 1 cân khoảng 20 cái. Rộng 24 cao 22, 1 cân khoảng 30 cái. Rộng 21 cao 19, 1 cân khoảng 55 cái. Đây, rộng 18 cao 16, 1 cân khoảng 66 cái. Rộng 16 cao 13, 1 cân khoảng 117 cái. Rộng 14 cao 12, 1 cân khoảng 157 cái. Rộng 12 cao 12, 1 cân khoảng 214 cái. Rộng 10 cao 10, 1 cân khoảng 300 cái. Và đây cỡ bé nhất này. 800 cái, 1 cân 800 cái, còn mà tha hồ mà ươm. Thì về em chia sẻ luôn về giá. Thì tất cả cái phần này, tất cả cái thước to nhỡ nhỡ này. To nhỡ nhỡ này thì bên em đồng giá cùng một giá là 60.000 một kg. Bán theo kg các bác nhá. 60.000 1 kg, 1 kg ví dụ cỡ như nhỏ nhỏ như này thì được rất là nhiều này. Đó. Cỡ to được ít hơn. Thì bác nào mua tầm 3 kg thì được miễn phí vận chuyển. Và từ 10 kg thì các bác 10 kg này các bác được giảm xuống còn 55.000 một cân và miễn phí vận chuyển. Đó là những cái kích thước to và nhỡ nhỡ này. Còn riêng cái kích thước bé hơn xíu này thì rộng 8 cao 8 này thì nó đắt hơn một chút xíu, nhưng mà tính ra nó không hề đắt chút nào. 80.000 1 kg là khoảng 800 cái cơ. Các bác mua cũng giống như cái phần dưới đó, là các bác mua 3 kg thì được miễn phí vận chuyển, và từ 10 kg thì các bác cũng được giảm xuống còn 75.000 một cân. Đó là cái kích thước bé này. Ok các bác ạ. Các bác chỉ cần gọi điện cho em, số điện thoại là 0375 524180. Thì các bác cứ gọi điện và các bác chỉ cần bảo là cho em là các bác cần cái loại nào, rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, mấy cân, thế thôi. Và các bác cho em địa chỉ, em gửi tận nhà các bác. Khi gửi tận nhà các bác thì các bác xem hàng, kiểm tra hàng, các bác mới cần thanh toán, các bác không hề phải chuyển khoản trước nhé. Nên các bác không phải lo. Đây các em gửi đúng cái túi bầu dạng như này cho các bác. Túi bầu như này luôn. Đó. Các bác chỉ cần gọi cho em là tôi cần loại này rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, mấy cân, thế thôi. Và cho em xin địa chỉ, em gửi tận nhà, các bác không phải thanh toán trước. Đến nơi các bạn kiểm tra hàng, hàng ok, giống như các bác đặt thì các bác mới cần thanh toán tiền cho cái người giao hàng đấy. Thế là ok các bác nhé. Đây em quay lại cái kích thước cho các bác xem lại một lần nữa. Những kích thước này 60.000 một cân, 3 cân là miễn phí vận chuyển và 10 cân là còn 55.000 một cân. Đây, những kích thước này. Còn kích thước bé này thì cao hơn một chút xíu. Ok các bác nhé, xin chào các bác.